Pong pump mạnh thúc đẩy nhu cầu sử dụng trên mạng Solana. Giá mã thông báo meme được mô phỏng dựa trên Shiba Inu, Pong, ra mắt vào ngày 25 tháng 12 đang tăng mạnh mẽ, với một số nhà giao dịch tin rằng khối lượng giao dịch của mã thông báo này có khả năng thúc đẩy giá trị của Solana. Tính đến 8 giờ 30 sáng nay, giá Pong đã tăng lên 192% trong ngày, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Theo trang web của dự án, Pong là mã thông báo dành cho meme chó đầu tiên trên mạng Solana. Ban đầu, 50% nguồn cung Pong đã được tặng miễn phí đến người dùng Solana, với sứ mệnh loại bỏ nền kinh tế mã thông báo độc hại theo kiểu Alameda. Aerob đã mang lại khối lượng giao dịch hơn 20 triệu đô la trên sàn giao dịch phi tập trung Solana Oka. Mặc dù lợi suất không phải lúc nào cũng ở mức cao, nhưng tỷ giá hiện tại cho thấy nhu cầu của thị trường đối với Pong. Bên cạnh nhu cầu tăng, Pong cũng vừa đốt 1 tỷ nguồn cung vào ngày 3 tháng 1. Với sự ra mắt đầy ngoạn mục của Pong, các blockchain như Solana đã được hưởng lợi từ việc sử dụng ngày càng tăng. Vào ngày 4 tháng 1, Solana đã chứng kiến mức phí giao dịch tăng đến 18,6% trong 24 giờ và lượng người dùng hoạt động hàng ngày cũng tăng đến 15,8% trong ngày. Ngoài ra, đồng Sol cũng đã tăng lên trên 14 đô la vào ngày 4 tháng 1, lần đầu tiên kể từ ngày 14 tháng 12, sau khi giảm xuống còn 13,23 đô la vào 9 giờ sáng nay. Hobie thách thức P-Core Team, bổ sung P vào Hobie Earn. P Network đã hoạt động tích cực trong không gian điện tử trong vài tuần trở lại đây sau khi đón nhận làn sóng FOMO mạnh mẽ thông qua việc được list trên hàng loạt các sàn giao dịch. Mới đây, Hobie vừa bổ sung sự hỗ trợ mới cho P Network sau khi chính thức niêm yết đồng P vào ngày 29 tháng 12 năm 2022. Trong một thông báo vào ngày 4 tháng 1, Hobie cho biết họ đã bổ sung P vào sản phẩm đầu tư phổ biến của mình là Hobie Earn, cho phép người dùng gửi mã thông báo P và thu về đến 50% lợi tức phần trăm hàng năm. Ngay sau khi được niêm yết trên Hobie, mã thông báo P có lúc đã tăng lên 314 đô la và hiện đã điều chỉnh về 116,6 đô la vào 9 giờ 30 sáng nay. Bất chấp nhiều sự cảnh báo đến từ phía đội ngũ phát triển của P Network, P-Core Team với nhiều lời khẳng định đanh thép rằng dự án không liên quan đến việc niêm yết P trên bất kỳ sàn giao dịch nào, thì các nhà đầu tư vẫn đang giao dịch kiếm lời trên các sàn giao dịch. Sách trên chân và thương vụ mua lại Voyager của Binance US. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ viết tắt là SEC được cho là đang cố gắng ngăn chặn thương vụ mua lại công ty môi giới điện tử Voyager Digital của Binance US thông qua việc nộp đơn phản đối hạn chế. Theo đó, lý do được SEC đưa ra là vì phía Voyager không cung cấp một số thông tin nhất định. Cụ thể, SEC khẳng định rằng Voyager đã không chỉ ra việc Binance US có thể thực hiện một giao dịch lớn hơn 1 tỷ đô la. Bên cạnh đó, SEC cho biết Voyager đã không cung cấp chi tiết về cách họ có kế hoạch bảo đảm tài sản của khách hàng cũng như về cách họ có thể cân bằng lại danh mục đầu tư điện tử của mình nếu giao dịch bán không thành công vào một ngày nhất định. Theo SEC, các vấn đề đã nêu ra đã được gửi tới luật sư của Voyager, đồng thời nhấn mạnh rằng họ đã nhận được một thông báo về việc tuyên bố sửa đổi sắp được thông qua. Như CryptoLeakVN đã đưa tin, Binance US là một trong những bên đặt giá thầu cao nhất ngay từ giai đoạn đấu giá đầu tiên và đã nhiều lần tham gia lại phiên đấu giá. Vào ngày 19 tháng 12, Binance US đã thông báo về việc chốt giá mua lại tài sản của Voyager là 1.022 tỷ đô la. Chính quyền Hoa Kỳ tịch thu hơn 460 triệu cổ phiếu Robinhood thuộc FTX. Cơ quan tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành tịch thu số cổ phiếu Robinhood trị giá lên đến hơn 400 triệu đô la có liên quan đến FTX trong khuôn khổ của vụ kiện chống lại sàn giao dịch điện tử. Theo báo cáo từ Reuters vào ngày 4 tháng 1, các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ đang trong quá trình tịch thu tài sản gắn liền với FTX và cựu giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried, trong đó có 56 triệu cổ phiếu Robinhood trị giá khoảng 468 triệu đô la tại thời điểm đó. Báo cáo mới nhất được đưa ra một ngày sau khi một thẩm phán tham gia vụ án hình sự chống lại Samsung ra lệnh cho anh ta không được phép truy cập hoặc chuyển bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản nào thuộc FTX hoặc Alameda Research. Kể từ khi thủ tục phá sản của FTX được bắt đầu, quyền kiểm soát cổ phiếu Robinhood đã gây ra nhiều tranh cãi khi các nhà đầu tư và chủ nợ muốn nhanh chóng giải quyết toàn bộ. Điển hình là chủ nợ của BlockFi, Samsung và FTX, Jonathan Ben Simon đều đã đặt cược quyền sở hữu đối với tài sản. Hiện Samsung đã cam kết không nhận tội đối với 8 tội danh hình sự tại tòa án liên bang vào ngày 3 tháng 1. Trước đó, cựu CEO cũng đã lên tiếng phủ nhận việc tham gia chuyển tiền từ Alameda gần đây với lý do là hiện không có quyền truy cập vào ví kể từ khi nộp đơn phá sản. Anh cả Binance tiếp tục thống trị thị trường crypto năm 2023. Theo dữ liệu từ Arcan Research, thị phần khối lượng giao dịch BTC của sàn giao dịch điện tử Binance đã tiếp tục tăng lên và chạm mốc 92% vào cuối năm 2022, một lần nữa củng cố lại sự thống trị của sàn giao dịch hàng đầu thế giới. Được biết, thị phần của Binance chỉ chiếm 45% vào đầu năm ngoái, nhưng việc loại bỏ phí giao dịch vào tháng 6 cộng với sự sụp đổ của sàn giao dịch đối thủ FTX vào tháng 11 đã đưa một lượng lớn người dùng đến với Binance. Cho đến nay, Binance hiện vẫn duy trì vị trí là sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới, tính theo khối lượng giao dịch trong nhiều năm. Danh hiệu này và những con số khổng lồ về thị phần BTC đã cho thấy sự thống trị độc quyền của sàn giao dịch. Một báo cáo khác từ Crypto Compara đã chỉ ra tổng thị phần điện tử vào cuối năm của Binance là 66,7%, mặc dù Coinbase đứng vị trí thứ hai nhưng chỉ chiếm 8,2%.
Loạt phút gần đây về khả năng thanh toán của Binance sau sự sụp đổ của FTX đã chứng kiến một lượng lớn tiền chảy ra khỏi sàn giao dịch trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên đến nay, mọi thứ đã ổn định trở lại. Với sự thống trị về thị phần cao ngất ngưởng, cũng có thể trở thành một rủi ro đối với ngành nếu Binance vấp phải bất kỳ vấn đề nào, cho dù là về quy định hay sự ngờ vực từ người dùng. Sau đây, mời các bạn cùng đến với chuyên mục có thể bạn chưa biết. Wrap token là gì? Có gì hot với trend Wrappy? Các Wrap token về cơ bản là các loại tiền tử bao bọc được tạo ra với mục đích hoạt động trong các blockchain khác. Vì mỗi loại blockchain khác nhau có đặc tính khác nhau, một số loại tiền điện tử có thể sẽ không hoạt động được trong một blockchain cụ thể. Do đó, chúng trải qua quá trình bọc để được sử dụng trên nhiều blockchain hơn. Wrap token còn được gọi là token ERC20, nghĩa là nó đại diện cho một token khác. Tuy nhiên, chúng giống hệt nhau và đều được dùng trên một giao thức để phát hành các token đó. Chẳng hạn như Wrap BTC là một phiên bản BTC được bọc sẽ hoạt động trên các blockchain khác, tương tự như Wrap ETS cũng vậy. Hoặc cùng cơn sốt Pi Network gần đây, nền tảng đầu tư điện tử hàng đầu Việt Nam Honors cũng đã chính thức niêm yết Wrappy vào ngày 29 tháng 12 năm 2022, được xây dựng đồng thời trên hai mạng lưới BNB Chain và Honors Chain bởi đội ngũ Pi Prime, một dự án dựa trên Pi Network. Wrappy là token được phát triển như một giải pháp phản xạ của Pi gốc đến từ Pi Network, tuân thủ các tiêu chuẩn của một token BEP20, có thể giao dịch và truy cập vào các tính năng DeFi trên blockchain.